thân ái chào quý vị và các bạn đang xem tử vi trọn đời tuổi quý hợi sinh năm 1983 nữ mạng nữ mạng quý hợi cung cắn mạng đại hải thủy bà cổ thiên quyền nữ độ mạng tổng quan tử vi nữ mạng tuổi quý hợi nữ tuổi quý hợi trong cuộc sống phải trải qua nhiều khó khăn hơn so với các tuổi khác lúc nhỏ có nhiều vất vả nên tư tưởng chín chắn và trưởng thành sớm hơn so với những người ở cùng độ tuổi khi bước chân vào xã hội gặp phải nhiều gian nan không người giúp đỡ phải tự mình vươn lên sang tuổi trung niên nữ quý hợi bắt đầu có những thành công trong cuộc sống nhân duyên khá tốt nên dần có nhiều mối quan hệ tốt đẹp về già sự nghiệp vững vàng được hưởng phúc từ con cái Nữ quý hợi khi còn trẻ gặp nhiều khó khăn, cuộc sống có phần vất vả. Một mình bươi chải, tạo dựng sự nghiệp, nhưng cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Trung niên có nhiều thành tựu về già hưởng phúc, cuộc sống an nhàn. Nữ tuổi hợi hưởng thọ trung bình từ khoảng 76 đến 84 tuổi. Nếu sống lương thiện, ăn ở tích đức thì sẽ được gia tăng tuổi thọ. Về tình duyên, sinh vào các tháng 4, tháng 9 và tháng 12 âm lịch. Nữ quý hợi, cuộc sống sau hôn nhân trải qua có chút vất vả về tài chánh, cuộc sống tinh thần tốt đẹp. Nếu biết cố gắng phấn đấu làm việc, lạc quan thì cuộc sống sẽ có chuyển biến theo hướng tốt đẹp. Sinh vào các tháng 2, tháng 5, tháng 8 và tháng 10 âm lịch. Nữ quý hợi sau kết hôn, cuộc sống có chút buồn phiền, Tuy rằng gia đình cũng khá giả, không phải lo lắng nhiều tới vấn đề chi tiêu, nhưng tình cảm hai vợ chồng không thuận lợi. Nếu muốn có một cuộc sống yên ổn và hạnh phúc thì hai vợ chồng nên học cách tin tưởng và vào đối phương nhiều hơn. Sinh vào các tháng giêng, tháng 3, tháng 6, tháng 7 và tháng 11 âm lịch, cuộc sống hôn nhân của nữ tuổi Quý Hợi sẽ rất may mắn và hạnh phúc. Sau kết hôn nhiều niềm vui tới, nhất là vấn đề tài lộc công việc sự nghiệp của hai vợ chồng cũng có những bước tiến mới nhiều cơ hội mở ra cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ gia đình và sự nghiệp nữ quý hợi cuộc sống gia đình có nhiều trắc trở lúc nhỏ thì ít nhận được nhiều tình yêu thương và quan tâm nhưng khi trưởng thành nhất là sau kết hôn thì khá hạnh phúc cuộc sống về sau sung túc và tốt đẹp hơn nhiều cả cuộc đời cố gắng phấn đấu nên sự nghiệp cũng đạt được một số những thành tựu nhất định Bước sang tuổi trung niên, có nhiều vận may về tài lộc, tuổi hợp làm ăn, hợp tác với một trong số những con giáp sau đây sẽ vô cùng có lợi đối với nữ tuổi Quý Hợi. Nếu muốn tìm được người hợp tác để kinh doanh, đó là các tuổi Quý Hợi, Ất Sửu và Đinh Mão. Những người này sẽ đem đến nhiều may mắn và thành công cho nữ tuổi Quý Hợi. Lựa chọn vợ chồng, nếu lựa chọn kết hôn với một trong số các tuổi quý hợi ất sửu đinh mão kỷ tỵ tân dậu thì cuộc sống của nữ tân hợi quý hợi sẽ rất may mắn về cả tình duyên lẫn tài lộc cuộc sống hôn nhân nhiều niềm vui may mắn giàu có và hạnh phúc tình cảm hai vợ chồng rất tốt đẹp mặt khác người chồng còn là quý nhân giúp đỡ rất nhiều con đường công danh sự nghiệp của người vợ Kết hôn với một trong số các tuổi như con giáp tuổi Giáp Tý, Mậu Thìn, Canh Ngọ, Nhâm Tuất thì nữ tuổi Quý Hợi cuộc sống hôn nhân khá hạnh phúc, tuy cuộc sống có nhiều khó khăn nhưng đều được giải quyết tốt. Đôi lúc xảy ra cãi vã tranh chấp, chỉ cần một trong hai người nhường nhịn nhau, còn người lại thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Kết hôn với một trong số các con giáp như bính dần, mậu dần thì cuộc sống hôn nhân của quý hợi có lúc gặp phải những trở ngại, cuộc sống có phần vất vả. Nếu muốn có cuộc sống hạnh phúc thì hai người cần phải cố gắng chăm chỉ hơn nữa trong cuộc sống cũng như trong công việc. Tuổi kết hôn cũng ảnh hưởng không nhỏ tới hạnh phúc. Sau này, do vậy mà vào những năm 20 tuổi, 26, 28, 32, 38 và năm 40 tuổi, Nữ tuổi Quý Hợi không nên tổ chức cử hành hôn lễ do không hợp tuổi nên nếu lấy chồng vào năm này thì có thể sẽ gặp nhiều điều không may mắn. Tuổi đại kỵ, nữ tuổi Quý Hợi do xung khắc với hai tuổi Nhâm Thân và Canh Thân. Nên khi làm bất cứ chuyện hệ trọng nào như mở cửa kinh doanh, đầu tư tiền của, làm ăn thì không nên chọn những người trên làm đối tác vì rất có thể sẽ dẫn tới những điều không may mắn gây khó khăn trong công việc trong hôn nhân cũng không nên chọn những người này làm đối tượng kết hôn do không hợp mệnh nên nếu lấy nhau thì sẽ khiến cuộc sống nhiều vất vả và khó khăn năm khó khăn nhất trong cuộc sống sẽ có những năm mà quý hợi gặp nhiều khó khăn và không may mắn đó là các năm 23 tuổi 27 30 và năm 35 tuổi do vậy mà khi ở độ tuổi này thì nữ quý hợi nên thận trọng hơn trong các quyết định quan trọng suy nghĩ chu toàn cẩn thận hơn trong mọi vấn đề ngày giờ xuất hành hợp nhất khi bắt đầu thực hiện một điều gì trọng đại thì nữ tuổi quý hợi nên xem ngày giờ để giúp cho công việc thêm thuận lợi may mắn hơn ngày giờ xuất hành đem lại vận may cho nữ tuổi quý hợi đó là ngày chẳng giờ chẳng và tháng chẳng diễn tiến từng năm từ năm 18 tuổi đến năm 22 tuổi. Trong những năm này, nữ tuổi quý hợi gặp nhiều chuyện vui trong vấn đề học hành và thi cử. Trong công việc bước đầu có những bước tiến phát triển thuận lợi và tốt đẹp. Tuy nhiên, vấn đề tình cảm lại không được như mong đợi. Nhiều vấn đề trong cuộc sống xảy ra khiến tình cảm dần có dấu hiệu tan vỡ. Đến năm 22 tuổi, quý hợi mới tìm được một nửa đích thực của cuộc đời mình. Trong năm có nhiều cố gắng nhưng sự nghiệp cũng chỉ phát triển tới một trình độ nhất định. Sau đó thì không có bước tiến thêm nữa. Từ năm 23 đến năm 28 tuổi, những năm này tình cảm của nữ quý hợi sẽ vô cùng phát triển. Trong năm sẽ có tin vui về hỷ sự, công việc thuận lợi và có nhiều điều may mắn. Trong cuộc sống, nhiều cơ hội mở ra. Quý hợi khá có vận may về tài lộc vào năm 25 tuổi từ năm 29 đến năm 34 tuổi. Những năm này, vận may đang có xu hướng đi xuống. Trong công việc, phải gặp một số những trắc trở làm ảnh hưởng tới vị trí hiện tại. Do vậy mà tuổi quý hợi, nữ mạng cần phải thận trọng hơn để không bị người khác kéo xuống. Trong năm, tình hình sức khỏe cũng có nhiều chuyển biến phức tạp. Có bệnh, mắc bệnh nặng nhưng sức khỏe sẽ được cải thiện lên rất nhanh. Đến năm 34 tuổi, vận may bắt đầu trở lại, tài chánh được cải thiện lên nhiều. Từ năm 35 đến năm 40 tuổi, thời gian này sức khỏe được cải thiện lên rất nhiều, nhưng tình cảm lại gặp nhiều khó khăn. Trong cuộc sống xuất hiện nhiều vấn đề làm ảnh hưởng tới tình cảm của các thành viên trong gia đình. Những năm này nên dành nhiều thời gian hơn quan tâm tới mọi người, tạo cơ hội cho các thành viên có thể hiểu nhau hơn. Từ năm 41 đến năm 45 tuổi, trong thời gian này có gặp nhiều may mắn về mặt tài chánh tình cảm gia đình cũng thuận lợi và phát triển lên không khí gia đình được cải thiện đáng kể con cái có đứa thành đạt khiến cha mẹ vui lòng từ năm 46 đến năm 50 tuổi khoảng thời gian này tài lộc tới nhiều công việc ổn định không có dấu hiệu đi lên do vậy mà tuổi quý hợi nữ mạng nên dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc sức khỏe của bản thân và hạnh phúc gia đình từ năm 51 đến năm 55 tuổi trong năm 51 tuổi gặp phải nhiều chuyện không may nên cẩn thận hơn khi đầu tư hay làm những việc liên quan tới tài chánh các năm tiếp theo không có nhiều vấn đề nảy sinh sức khỏe có dấu hiệu không ổn định từ năm 56 đến năm 60 tuổi thời gian này tình cảm phát triển rất tốt tuổi quý hợi có vận tài lộc tuy nhiên về sức khỏe không được tốt cần chú ý hơn tới vấn đề sức khỏe của bản thân xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi xin chúc quý vị và các bạn được nhiều sức khỏe xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại